Thưa quý khán giả, thưa các đồng chí, Vườn Quốc gia Xuân Thủy cách Hà Nội khoảng 160 km là rừng ngập mặn gần cửa biển Ba Lạt, nơi tiếp giáp giữa huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây là nơi duy nhất của Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế Ramsar về bảo tồn những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Khu vực quanh hệ sinh thái ngập mặn ven biển lớn đã góp phần tạo nên sự đa dạng về các loại động thực vật, trong đó nhiều loại với giá trị kinh tế cao đã mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho bà con nhân dân trong vùng, có thể kể đến như tôm, cá, ngao, ốc và đặc biệt trong số đó không thể không nhắc đến cái mật, một đặc sản ở vùng cửa biển này. Chương trình Biển đảo Tổ quốc hôm nay mời quý khán giả và các đồng chí cùng trải nghiệm với phóng viên để cảm nhận rõ hơn về những vất vả song đầy thú vị của nghề săn cái mật nơi đây. Sự kết hợp phù sa màu mỡ của sông Hồng và vùng ven biển là yếu tố quan trọng để Vườn Quốc gia Xuân Thủy trở thành khu dự trữ thiên nhiên với nhiều sinh cảnh độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước. Từ bao đời nay, người dân ở 5 xã thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã gắn bó với cây trang, một loài cây phổ biến ở vùng ven biển miền Bắc, cùng các loài sú, vẹt và dòng sông Vọp. Rừng ngập mặn ở đây không chỉ góp phần cố định phù sa, tạo nên các bãi bồi mới, mà còn là vườn ươm cung cấp thức ăn cho các loài thủy sinh, đồng thời đóng vai trò cân bằng sinh thái của cả khu vực. Cũng chính vì lẽ đó mà nghề khai thác nuôi trồng thủy sản đã phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Những cánh rừng ngập mặn như những cánh cung chắn sóng, bảo vệ cả một vùng rộng lớn. Rừng không chỉ bao bọc trước sóng gió, mà còn là ngôi nhà chung của nhân dân trong vùng, cung cấp cho họ một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, vô tận. Cuộc sống mưu sinh thường nhật của họ gắn liền với tán rừng ngập mặn này, có thể là nghề trải lưới, cũng có thể là nghề cào ngao, vạc. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến nghề bắt cáy. Tại Việt Nam, cáy hay còn được gọi là cua càng đỏ là một loại trong họ cua đất, thường sống trong hang ở các gốc cây, bờ sông vùng nước lợ, cũng có loại sống ở vùng nước ngọt. Đây là một loại có bản tính khá nhút nhát, thường ra khỏi hang để kiếm ăn khi trời nắng. Nếu thấy động, sẽ chui rất nhanh xuống hang. Vì thế để bắt được cáy là một điều khá khó khăn, đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Để tìm hiểu rõ hơn về công việc này, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Hợp, một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đào cáy. Chào chào cô ạ. Chào cháu. Vâng, được mọi người ở trong làng giới thiệu thì cháu được biết cô là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đào cáy. Thì hôm nay cô có thể cho cháu đi cùng cô một chuyến để biết cái ngày làm việc của cô như thế nào được không ạ? Được, vậy thì đi cả ngồi cô cho nó vui nhá. Dạ vâng ạ. Cô đang làm gì đấy ạ cô? Cô đang nấu cơm để đi ăn sáng đây. À, thế là trước lúc chuẩn bị cho mỗi chuyến đi là cô phải chuẩn bị cơm? Cơm rồi là đồ ăn nước uống. Để chuẩn bị cho một buổi đi đào cáy, tôi và cô Hợp phải chuẩn bị từ 3 giờ sáng với khá nhiều dụng cụ cần mang theo. Ba rưỡi sáng, tôi và cô Hợp lên đường đi đào cáy. Nghề này vốn không cố định về thời gian mà phụ thuộc theo con nước. Chỉ khi nước rút thì mới có thể đào được cáy. Cứ sau một ngày, con nước sẽ lệch khoảng một thời gian nhất định so với ngày hôm sau. Chỉ những người vốn đã quen thuộc với công việc này mới nhớ được giờ đi bắt cáy của họ. Để đến được địa điểm săn cáy, chúng tôi phải đi bộ gần một giờ đồng hồ từ nhà cô Hợp đến nơi đậu thuyền của cô. Lúc này là lúc tôi và cô nghỉ ngơi ăn sáng, đợi đến giờ đi săn. Cũng là đợi thêm những người đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này.
Bữa ăn kết thúc, cũng là lúc trời hửng sáng. Theo sự hướng dẫn của cô Hợp, tôi nhanh chóng mang đôi giày vải thô để bảo vệ chân khỏi những cành cây, gai nhọn, vỏ ốc, vỏ sò trong rừng ngập mặn. Mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên trải dài trên nền trời. Cũng là lúc chúng tôi lên thuyền, xuôi dòng sông Vọt ra bãi cấy. Hôm nay, sóng khá to, khiến cho chiếc thuyền vất vả hơn trên cung đường quen thuộc mà nó vẫn lướt hàng ngày. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ hòa lẫn tiếng mái chèo vỗ sóng của chị Cam và chị Thủy, hai đồng nghiệp quen thuộc của cô Hợp. Lần đầu cháu được ngồi thuyền xong rồi đi kiểu như này cháu thấy hơi sợ sợ. Không có gì. Thế bình thường một cái thuyền như này thì các cô đi mấy người ạ? Đi 6-7 người. 6-7 người ạ? À? Thế có mỗi 4 người, 5 người đây mà cháu đã thấy là có đi 6-7 người thì ngồi vào đâu hả cô? Cái ngồi ở trên ấy xong ngồi xuống đuôi này. Ngồi đuôi này người đây, hai người còn ngồi trước ngồi. Cô làm cái nghề bao năm rồi cô? Cô đi ra bãi đi ra lâu rồi, đi ra mấy 30 năm rồi nhưng mà làm linh tinh. Bắt giòn, bắt hến, bắt ốc, bắt nhái này, bắt nư rồi là con cái, bắt linh tinh, gặp cái gì bắt cái đấy. Giòn ngày trước nó có 3-4-5 nghìn một cân, bây giờ nó được hơn 10 nghìn. Con cái ạ? Cái thì trước nó có 30 nghìn, bây giờ nó nhỏ 50 nghìn, lớn 120. Sau gần 1 giờ đồng hồ lênh đênh trên thuyền, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bãi cấy. Theo quan sát của những thợ săn cấy như cô Hợp, thì tình hình có vẻ không khả quan, nên chúng tôi tiếp tục đi bộ thêm 1 km nữa, men theo đường mòn, tiến vào vùng rừng sát mép nước. Sau một quãng đường di chuyển khá xa, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, nên đã tụt lại phía sau so với chị Cam và chị Thủy. Rất may, cô Hợp đã đi chậm lại để đợi và đưa tôi vào bãi cấy. Lúc này chuyến đi săn của chúng tôi thực sự bắt đầu. Tôi khá bất ngờ với những gì được chứng kiến. Nó khác hoàn toàn với những suy nghĩ ban đầu của tôi rằng chỉ cần đào bằng xẻng là có thể sẽ bắt được cấy. Nhưng khi chứng kiến cảnh những người phụ nữ này đang phải đầm mình trong bùn, luồn cả cánh tay vào hang cấy, liên tục moi lên bùn đất, tôi mới thấm thía được sự vất vả thực sự của nghề này. Quả đúng với câu nói, nhát như cấy, chỉ cần có động nhẹ, ngay lập tức cấy sẽ trốn sâu trong hang. Để bắt được chúng, phải thật nhanh, đào sâu nhất có thể xuống lớp bùn kia, lấy tay chộp lấy cấy và đưa lên. Không phải hang nào đào là cũng bắt được cấy. Có những hang đào mãi mà vẫn không có gì. Nó màu đất bây giờ không ấy được. Nói đây là nghề cần nhiều may mắn cũng chẳng sai. Vì theo các chị, các cô chia sẻ, nếu hôm nào gặp may thì đào được 5 đến 7 kg. Không thì 1 đến 2 kg mang về, coi như cũng có chút ít thu hoạch, đủ tiền chợ trong ngày. Con cái này là nó chuyên sống ở gốc cây. Các gốc cây nhưng mà có chỗ nó không có đâu. Có mảnh bãi nó không có. Lúc nãy em thấy em thử đào ở một cái gốc thì thấy rất nhiều lỗ nhưng mà đào mãi thì chả thấy đi cấy nào. Vì nó cái này nó phải dùng sâu xuống cái lỗ, có khi nó xuyên vào trong cái gốc vẹt là mình không thể bắt được, nó đành phải bỏ. Nhưng mà có lỗ thì nó ở ngoài thì mình, nó có rễ thì mình biết dùng được, chứ còn nếu mà ở trong là nó vào cái gốc cây là có gốc không thể làm gì được. Loại cấy mà kích cỡ to nhỏ khác nhau thì nó có khác nhau nhiều không chị? To nhỏ nó không khác nhau, nó không cấy hình thức nó giống như nhau, con cấy như nhau hết. Con cấy mật này là nó như nhau hết. Chỉ có trừ khi cấy nhau cây giống về nó với khác nhau có con xanh con đỏ.
Nhưng mà riêng cái mật này nó là chui ở dưới rễ cây là nó chỉ có một loại thôi. Như các chị thì đi làm cả một buổi sáng như thế thì sẽ bắt được khoảng bao nhiêu cân hả chị? Nếu mà từ lúc xuống bãi mà 6 giờ cho đến 2 giờ chiều về thì nó tầm độ răng 5 cân. Có ngày thì đến 7 cân. Nếu mà người nó được thì... Một buổi đào cấy kéo dài khoảng tầm từ 4 đến 6 tiếng, tùy theo con nước lên sớm hay muộn. Nếu nước lên sớm, cả vùng này nhanh chóng ngập đến ngang thân cây. Lúc đấy cho dù muốn hay không, những người thợ bắt cấy cũng sẽ phải thu dọn đồ đạc để ra về đợi cho ngày hôm sau. Phù hợp nhất để bắt cấy là những hôm căn giờ chuẩn, ra đến bãi, nước vẫn chưa rút hết, còn độ một đốt ngón tay. Đấy là thời điểm năng suất nhất của những người đi bắt cấy. Bởi lẽ càng ướt thì càng dễ đào, đất mềm, bùn nhão, cấy bắt được có khi đếm không xuể. Còn nếu khô như hôm nay thì sẽ tốn nhiều sức hơn. Em thấy bảo là cái này là theo cái con nước xong mình mới đi đánh bắt đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Thì nước mà lên sớm thì mỗi ngày chỉ đi được vài tiếng thì về thì đậu một mấy cân. Coi ngày nào mà nước cạn muộn thì được 4-5 cân, ngày nào mà gặp miếng ra thì 6-7 cân, không cứu được, đi theo con nước. Như hôm nay thì bãi nó khô, và nó khó móc, nó không có nước được khó móc. Tức là bình thường là cái chỗ mình đang ngồi đây là sẽ hơi ngập nước đúng không ạ? Ừ, nó sấp sấp nước, nó có nước ý là nó sấp sấp nước chứ nó không khô vậy. Sấp nước thì thế lại dễ có đào thì dễ bắt hơn. Đúng rồi, ở trong lỗ nước với lại mình móc mòi ra nó có nước xuống lỗ mòi lên tay lên xuống nó đấy. Còn không nó khô vậy thì nó không có nước thì mình mòi nó khó. Cái đoạn này về phải cắt đấy. Lên truyền hình đoạn này bảo ui dồi mấy bà. Tính ra 1 kg cấy mật có giá khoảng 110.000 đến 130.000 đồng. 1 kg có khoảng 25 đến 30 con. Vì đây cũng chưa phải là loại to nhất theo lời kể của các cô. Nếu chia ra thì mỗi con cấy có giá khoảng 4 đến 5.000 đồng. Để kiếm được số tiền đó, các cô phải lao động không ngừng nghỉ, thậm chí phải nằm luôn trong bãi bùn. Tôi thật sự cảm phục những người phụ nữ này, cảm phục nét đẹp lao động mà các chị, các cô đang vẽ nên. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng tôi đã có được sản phẩm đầu tiên. Ở đây rồi, rồi mãi mới bắt được một con. Có lẽ chú cấy này chưa kịp trốn nên tôi mới bắt được. Với một người không có kinh nghiệm như tôi thì quả thật để bắt được cấy là vô cùng khó khăn. Thật giờ mới gỡ ra bắt được một con. Chị cũng bắt được con nữa rồi. Ok. Do hôm nay bãi khô hơn mọi hôm nên cô Hợp quyết định không đào cấy to mà đi bắt cấy bé, khác với loại cấy mà chị Cam, chị Thủy đang bắt. Loại cấy bé này có vẻ dễ bắt hơn rất nhiều. Cấy bé chỉ ẩn nấp ở các gốc cây, chứ không đào hang như loại cấy kia. Dễ bắt thì cũng đồng nghĩa với việc giá thành sẽ rẻ hơn so với loại cấy to lúc nãy. Nếu những con cấy to có giá từ 110 đến 130.000 đồng 1 kg, thì loại cái bé này chỉ có 40 đến 50.000 một kg. Vừa làm việc, cô vừa chia sẻ những câu chuyện về việc bám rừng, bám biển cùng với các chiến sĩ bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn. Ngày xưa đi ra ngoài này làm ăn là phải xin giấy tạm trú tạm vắng, mang ra nộp cho các anh em biên phòng thì mới được ra khai thác biển. Vậy xong rồi là làm ngao, nghêu rồi và con ra làm nếu làm nán ở trong đường thông người ta trọ đấy rồi vào bộ đội biên phòng rồi xin nước mưa thì ăn uống rồi tắm giặt rồi là cứ từ đấy tình quân dân nó gắn bó. Gắn bó xong rồi lần nào ra thì các anh cũng nhờ là cái ngày xưa nó không có cái tàu bè như bây giờ, nó không thuận tiện. Mỗi lần ra thì anh em hết gạo hay đồng hộ yên gạo hay là hết rau đó, mua hộ mấy mớ rau. Sống cái tình cảm tình quân dân nó thiêng liêng lắm. Coi là tất cả các anh ấy vì nhân dân, các anh ấy phục vụ. Nghĩa là không có thuốc thì cho thuốc, không có cơm thì cho cơm. Đi ra bãi như thế là gặp mưa to gió lớn vào tạm trú rồi là nấu nướng, có mì tôm ăn mì tôm, có cơm ăn cơm. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, cũng là lúc buổi đi săn cấy kết thúc.
chúng tôi nhanh chóng quay trở lại thuyền, thu dọn đồ đạc để ra về. Con thuyền theo sự điều khiển của hai chị lại chậm rãi đưa chúng tôi về tới bến thuyền lúc sáng, kết thúc một ngày làm việc khá năng suất của chúng tôi. Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Sau khi rửa sạch khỏi lớp bùn đất, bây giờ tôi mới thấy rõ hình dạng thật sự của những chú cáy này. Toàn thân cáy có màu nâu đen và rất nhiều gai nhọn. Riêng hai chiếc càng thì rất to và có màu đỏ rực, nhìn rất bắt mắt. Những chiếc càng này luôn sẵn sàng để tự vệ. Đây cũng là lý do tại sao đi bắt cáy sẽ phải đeo găng tay. Sau khi cáy được rửa sạch, tôi và cô Hợp nhanh chóng chuẩn bị cho bữa trưa. Hôm nay, cô Hợp sẽ chiêu đãi tôi món canh cáy đặc sản của vùng này. Với những người phụ nữ như cô Hợp, công việc hàng ngày ở bãi biển đã trở nên quen thuộc và gắn bó hơn 30 năm qua. Không chỉ là cuộc sống mưu sinh hàng ngày, dường như đó còn là niềm vui, là thói quen của các cô, các chị trong những ngày nông nhàn. Nhà cô trồng 5 sào ruộng. Cô trồng xong 5 sào ruộng thì ngoài chăm bón xong, bón thúc thì cô tranh thủ đi vườn quốc gia để đào cấy hoặc là bắt những con giòn, con nư, con ốc. Người bắt con nọ, người bắt con kia. Ngày nào mà nước nó cường nước cái 7-8 con nước ấy thì cũng được 300, hơn 300. Còn cái ngày nào mà nó khô bãi như hôm nay ấy thì công nó thấp. Các cô chỉ ước gì trời cho cái sức khỏe. Thì ngày nào ra vườn quốc gia cứ sáng đi chiều về là có tiền. Có thể ở những nơi khác, muốn được thưởng thức một bữa cơm canh cáy bình dị như thế này không hề đơn giản. Nhưng ở đây, bát canh cáy đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình. Đây không chỉ là thành quả của sự chăm chỉ, mà còn thể hiện nét đẹp trong lao động của những người dân miền biển. Câu chuyện về cuộc sống mưu sinh bên chân sóng của những người như cô Hợp, chị Cam, chị Thủy luôn nối tiếp say sưa. Hàng ngày, những con thuyền vẫn vượt sóng ra khơi, đánh bắt. Và ở nhà, trong những khu rừng ngập mặn rộng lớn, hậu phương của họ vẫn bền bỉ, âm thầm gắn bó với những công việc bình dị, giản đơn, nhưng đầy ắp những niềm vui mà họ đã quen thuộc bao đời nay.